Mandy xin kính gửi lời chào quý vị đã trở lại kênh của Mandy và Family. Lời đầu tiên Mandy xin kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe. Thì hôm nay nhà Mandy có một cái bữa tiệc baby shower. Baby shower nghĩa là đây là bữa tiệc của người Mỹ. Thường thường á, mà người Việt của mình đó, khi mà mình sanh baby sau một tháng rồi mình sẽ làm đầy tháng, nhưng mà người Mỹ á, thì người ta không có làm đầy tháng, mà trước khi mà baby sanh ra đời một tháng đó thì người ta sẽ làm một cái tiệc baby shower như vậy nè, để cho tất cả bạn bè hoặc là trong gia đình nó có thể mua những cái quà cho baby, là thùng tã, bất cứ những cái gì về baby là người ta mua trước như vậy đó, để cho người cha người mẹ sẵn sàng khi mà đón nhận cái baby ra đời để có những cái món quà cho em bé. Thì quý vị cũng thấy rồi, đây là một cái phong tục người Mỹ và người Việt rất là khác nhau ha. Sẵn hôm nay đó thì em trai mình thì có làm cái baby shower, còn 3 tuần nữa là sẽ đón một đứa bé ra đời, nên là mình đi muốn làm một cái video ngắn ngắn như vậy để làm một cái lưu niệm để cho bé sau này bé có một cái video thật là đầy ý nghĩa của bé. Còn đây là những món đồ ăn hoàn toàn mình không có đặt nhà hàng, mà ở trong gia đình đó, mỗi người nấu một món đem lại. Tuy cái này ở nhà mình làm nhưng mà ăn rất là ngon miệng luôn. Còn trang trí thì rất là hấp dẫn, không thua gì nhà hàng nha quý vị. Thì bây giờ mình đi xin mời quý vị hãy dành ít phút để coi cách nhà mình đi làm baby shower như thế nào nha. Tự nhiên ta Bye.
được không? Ủa? Đẹp mà. Đẹp không? Ở bên Việt Nam có phải thấy công trình ra khi anh là muốn mà anh sẽ mua được nó sẽ ăn cắp nó ăn cành hết sắt thép xi măng cá nhưng mà Lấy xe đi.